Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Chung Trinh chủ trì ở đầu cầu Đà Nẵng. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương đã chủ động vào cuộc, triển khai quyết liệt các biện pháp giúp kiểm soát tốt dịch bệnh. Đến nay đã qua 9 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và số người khỏi bệnh ngày càng tăng lên, nhưng không vì thế mà chủ quan. Các biện pháp phòng chống dịch cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành nghiên cứu các biện pháp chặt chẽ để mở lại đường bay thương mại quốc tế với một số quốc gia. Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước vẫn có 1.059 ca bệnh, trong đó đã có 893 ca bệnh được điều trị khỏi. Trong số các ca bệnh đang được điều trị, thì hiện có 56 người đã xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh cho biết đến nay Đà Nẵng đã qua 15 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng và hiện thành phố đã chuyển sang trạng thái mới, tiếp tục nới lỏng một số hoạt động xã hội. Tuy nhiên hiện nay, việc đi lại của người dân Đà Nẵng đến các địa phương khác vẫn đang gặp khó khăn. Thành phố đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết. Thành phố cũng đã chuyển sang trạng thái mới. Và các địa phương ấy, thì cũng có một số cái quy định đối với lại người từ Đà Nẵng đến các địa phương. Có địa phương thì cách ly 14 ngày, có địa phương thì xét nghiệm âm tính mới cho vào. Thì nó cũng gặp khó khăn cho những người từ Đà Nẵng đi đến cái địa phương. Cho nên kính mong Thủ tướng này có chỉ đạo để thống nhất toàn quốc để cái việc tạo thuận lợi cho người từ Đà Nẵng đến các địa phương. Các địa phương mà có cái yêu cầu mà người đến từ người Đà Nẵng đến các địa phương khác mà phải xét nghiệm âm tính thì Thủ tướng cũng có cái chỉ đạo cái việc mà xét nghiệm mà có cái thu tiền theo cái nhu cầu của những người mà họ muốn rời thành phố Đà Nẵng đến các địa phương khác. Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng cho biết hiện thành phố vẫn đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.